chào các khán giả của Chiếc Bụng Ngon Và Lành. Nói đến cá hồi thì có lẽ mọi người đều biết đây là một thực phẩm rất là nhiều dinh dưỡng, chế biến được nhiều món ăn. Những món ăn quen thuộc ví dụ như là cá hồi sốt chanh leo, cá hồi sốt bơ, cá hồi sốt xì dầu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ngon Và Lành sẽ mang đến quý vị và các bạn một món ăn cũng được chế biến từ cá hồi, tuy nhiên thì nước sốt của nó rất là lạ. Vâng, và món ăn đó được chế biến như thế nào và có tên gọi gì thì xin mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ với chị Ngọc Quyên. Chị là bếp trưởng của khách sạn Movenpick Hà Nội. Xin chào chị Quyên ạ. Xin chào khán giả trong chương trình Ngon Và Lành. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn món cá hồi áp chảo sốt sô-cô-la trắng với cả mù tạt. Tôi đã kết hợp giữa món sốt Âu với cả sốt của Nhật. Đó là cái sự kết hợp rất là nhẹ nhàng mà mang đến cái sự ấn tượng khi cho khách hàng. Vâng, với một cái sự sáng tạo của người đầu bếp thì sẽ cho người thưởng thức có nhiều lựa chọn hơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu nguyên liệu của cái món cá hồi sốt sô-cô-la trắng này nhé chị nhé. Đương nhiên là bao giờ mình có cá hồi. Vâng. Ở đây thì một món ăn chính bao giờ cũng có cái rau đi ăn kèm. Thì ở đây thì mình có măng tây, mình có một ít bí ngô màu vàng để mình tí nữa mình trang trí lên kết hợp màu cho nó đẹp. Ở đây thì ăn kèm thì trong Âu thì bao giờ cũng có một món ăn kèm, một là khoai hay là cơm. Thì mình đã làm món khoai, ở đây thì mình làm món khoai roti. Khoai roti này là xuất phát nguồn gốc có từ Thụy Sĩ, làm từ khoai tây, có bacon, có hành tây mình xào và có phô mai, xong tí nữa mình sẽ áp chảo mình dán lên. Nó có lại nóng cái bánh khoai tây rất là thơm. Mà đặc biệt hơn là nó khác, có cái khác là nó có cái chi gruyere. Mình nạo sợi ra trong quá trình mình dán lên thì cái chi nó sẽ chảy ra và ăn cái khoai nó dẻo, nó thơm hơn. Thế còn nguyên liệu này là đi kèm nấu cá đấy đúng không ạ? Đúng rồi, trong cái sốt sô cô la trắng thì mình có hành tây, tí nữa mình sẽ redeal cùng với cả băng trắng, lá nguyệt quế, một chút lá thym, một chút kem tươi, và sau cùng mình sẽ cho một tạt từ từ. Và cái độ tê cay thì mình sẽ tùy thuộc vào mình ăn cay bao nhiêu thì mình sẽ cho bấy nhiêu. Đấy, và sau đó mình dội lên cuối cùng. Có nghĩa là món ăn của chúng ta ngày hôm nay là sẽ có 3 bước, đó là món cá hồi này, cộng thêm là bánh, gọi là cứ nói bánh khoai tây cho mọi người dễ hiểu là đó là bánh khoai tây ăn kèm, cộng thêm là nước sốt sô cô la trắng đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay để làm món cá hồi sốt sô cô la này nha, để xem là cái hương vị mà giữa cá trộn với cả sô cô la trắng không mù tạt nó sẽ như thế nào. Để làm món cá hồi đầu tiên thì mình sẽ làm món bánh khoai tây trước. Mình sẽ gọt khoai tây nguyên vỏ, mình rửa thật sạch, mình sẽ luộc nguyên cả vỏ. Vì sao mình phải luộc nguyên cả vỏ? Bởi vì là để cho khoai tây nó vẫn còn giữ được nguyên mùi thơm của khoai tây, ngọt của khoai tây. Mình sẽ nước sôi mình sẽ thả khoai vào. Chỉ là mình phải rửa cho cái vỏ nó sạch thôi đúng không ạ? Mình sẽ luộc nước sôi, mình sẽ cho nhỏ lửa thôi. Thế lật mặt khoai. Mình có thể luộc khoai từ khoảng 7 đến 10 phút. Khoai đã chín thì mình sẽ bắt đầu mình vớt khoai ra. Bánh khoai tây này thì nó sẽ cần những nguyên liệu gì hả chị? Ta sẽ có hành tây, thái hạt lựu, có bacon. Bacon hay còn gọi là thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ đấy ạ. Sẽ xào ba chỉ trước. À không cần phải cho dầu hả chị? Không ạ. Vì cái ba chỉ này nó sẽ ra mỡ. Đúng rồi. Sẽ thơm. Sau đó thì ta sẽ cho hành. Thịt nó săn rồi thì mình sẽ cho hành đúng không chị? Rồi, cho nhiều không ạ? Mình sẽ cho đi. Con lửa rồi này. Hành có mùi màu vàng nâu thơm rồi, ta sẽ cho một ít hạt tiêu ạ. À, cái hành nó đầu thì có mùi thơm rồi ạ. Là xong ạ? Là được rồi ạ. Ta bắt đầu quay ra nạo khoai tây, vì khoai tây bây giờ nó đã nguội rồi ạ. Sẽ bắt đầu bóc vỏ khoai tây. Khi mà khoai tây nó đã được luộc chín rồi thì cái vỏ chúng ta bóc cũng khá dễ. Vâng. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tôi bào. Bào. Chứ không phải là nghiền nhỉ? Không. Thì bánh này nó sẽ có thành, khi mình ăn nó thành thành sợi. À. Nó kết dính, nó không nghiền nát như thế kia. Thế khác biệt giữa cái nghiền với cái nạo này thì nó thế nào? Nó sẽ là khác nhau. Nếu cái nghiền thì nó khoai nó rất là nhuyễn. Cái này thì ăn khoai vẫn cái người thưởng thức ấy thì vẫn còn cái sự lồn nhồn của khoai. Xong nó thấy nó rất là dẻo ạ. Sau đó thì mình mới cho các cái hành tây vừa xào rồi vào, bacon vừa xào vào đây ạ. Cái phô mai này thì thông thường mình gọi là phô mai hass, là phô mai cứng ấy ạ. Cũng thì là bào. Bào, có thể cho almond cheese, có thể cho gruyere cheese. Cái này thì do khẩu vị của từng người đúng không ạ? Nhưng thông thường thì chi thì khi mà mình dán lên nên có sự kết dính và có thêm cái sự béo ngậy cho món khoai.
Với hai củ khoai này thì chỉ cần khoảng 30 gram phô mai nạo sợi. Sau đó thì ta sẽ dùng thìa trộn đều lên. Để nó kết dính được thì ta phải có một ít bột mì ở trong này ạ. Thêm một ít hành hoa để lấy màu xanh. Nếu mình cho hành hoa rồi thì mình sẽ thôi mùi tây hả chị? Thôi mùi tây. Vâng. Tức là sẽ lựa chọn một trong hai một đúng không ạ? Một trong hai ạ. Vâng. Có thể tìm ạ. Để lấy cái khuôn tròn như này ạ. Sẽ dùng thìa ta ấn xuống như này ạ. Và cái độ dày của nó khoảng bao nhiêu chị? Thông thường thì khoảng tùy mình ạ. Một rưỡi, một cm rưỡi. Sau khi bánh khoai mình đã được rồi mình sẽ để đây. Và sau đây thì ta sẽ hướng dẫn các bạn làm sốt. Trong món sốt này thì ta sẽ dùng đến vang trắng ạ. Đây tôi sẽ cho vang trắng mà. Vang trắng sẽ rất là ngọt khi mà ta đã được. Đun sôi vang cho đến khi mà còn 50%. Thì để cái vang này được thơm thì ta cho ít hành khô băm. Cái lá nguyệt quế. Và thêm mình sẽ đun cho nó sôi như này. Đun cho nó sôi cho đến nó cạn đi khoảng cạn. Bốc hơi để cho nó bốc 50. Hơi cái phần chát ấy, 50%. Sau khi mà vang đã được cô đặc như này rồi, nó bắt đầu ta sẽ tắt bếp để lọc. Bao nhiêu phần cốt là ra hết rồi. Chúng ta chỉ còn lại được khoảng nửa cái chén con thôi. Bây giờ ta bắt đầu nấu sốt ạ. Đây là những viên sô-cô-la trắng nhỏ như thế này. Sẽ cho vào lò vi sóng bắn một lúc cho sô-cô-la nó chảy ra. Đây thì chị đã làm sẵn đây rồi đúng không ạ? Sẽ chảy như thế này ạ. Và các bạn lưu ý là khi mà vào nhiệt cái này thì nhiệt rất là quan trọng, nó chỉ hơi ấm ấm thôi ạ. Sốt này nấu nó chỉ hơi ấm thôi, nếu mà nóng các bạn cháy nóng quá nó sẽ cháy và nó làm cứng cái sốt sô-cô-la lại. Cho từ từ ạ. Sau khi bắn mà nó chảy ra tôi sẽ cho từ từ. Sau đó thì ta sẽ cho cái băng trắng vừa rồi mà ta đã nấu rồi đấy, đã khô rồi. Thì cái băng này rất là thơm. Bạn sẽ nhìn thấy nha, các bạn thấy rất là nhẹ tay thôi. Em tươi ạ. Cho từ từ một ạ. Sau khi mà sốt đã được sánh như thế này rồi, bạn nhìn độ sánh tới như thế này. Ta sẽ bắt đầu cho từ từ cái wasabi này vào. Cái lượng thế nào thì sẽ tùy thuộc vào cái sự ăn cay của mọi người. Ta cứ cho từ từ thôi ạ. Sau đó chúng ta sẽ nếm ạ. Cho cái wasabi này sẽ tan đều ra và nhìn thấy sốt sẽ hơi ngà màu xanh. Rất thơm ạ. Thơm của mùi rượu này. Thơm của mùi sữa sữa. Thêm tươi, lại thêm mùi chút chút hăng hăng của wasabi nữa. Tôi thấy như đã tan hết rồi đấy chị ạ. Đây là cái sốt sô-cô-la trắng và mù tạt. Sau khi làm xong tôi sẽ cho ra bát. Tí nữa thì mình sẽ áp chảo cá hồi và mình sẽ rộn lên. Thì tôi bắt đầu áp cho chảo cá. Cá hồi thì chỉ cần ướp một chút mùi tiêu thôi ạ. Tại vì là mình đã có cái sốt của mình đầy đủ cái gia vị rồi đúng không ạ? Gọi là một chút muối để cho cái cá của chúng ta nó đậm thịt thôi. Để cho món cá hồi ngon thì tôi sẽ có đây, tôi có một chút dầu ô liu ạ. Một chút thôi ạ, bởi vì bản thân cá hồi là loại cá dầu ạ. Là cá béo rồi. Nó béo sẵn rồi, chỉ cho nó khỏi dính chảo đấy ạ. Các bạn lưu ý là để cá ngon thì ta sẽ lấy mặt da xuống áp trước ạ. Áp mặt da để da sẽ được giòn. Đấy, các bạn thấy mình sẽ bắt đầu nấu su và sao cho cái da nó giòn nhé. Nó không bị sát ạ. Khoai này thì sao đó? Để cái gọi là cái nhiệt độ nó bình thường thôi, cũng không to quá. Bình thường, không to quá, không nhỏ quá. Bởi vì nếu mà nhỏ quá thì cái cá hồi nó sẽ bị khô sát. Và cái da của nó không được giòn. Không được giòn. Mình chủ yếu ở đây mình lấy cái cá hồi, cái hoa cá hồi thì da nó phải thật giòn. Đấy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là ta sẽ lật một lần nữa, nó sẽ được vàng giòn như thế này là khoai được ạ. Bắt đầu thì ta sẽ bày cái khoai tây protein này xuống dưới cùng ạ. Tôi sẽ dùng khoảng 3 gọn măng tây ạ. Như cái bí ban nãy vừa hướng dẫn các bạn đã dập khuôn thì ta sẽ vừa có ăn và vừa trang trí luôn.
thì cái bí này nó vừa để cho ta giữ được cái măng này ở trên này. Tại vì cái chỗ này nó sẽ chặn cái phần đuôi này không rơi nữa, và nó sẽ làm cho một chút cái quả cà chua bi nó sẽ chiên lên để nó ra được cái vỏ lên như thế này. Đây thì tôi dùng 3 quả cà chua bi sắc màu xanh đỏ vàng cả. Bắt đầu ta sẽ rội sốt ạ. Các bạn lưu ý thì ta sẽ chỉ rội một ít sốt ở cái phần đuôi cá này thôi. Rội nhẹ đây cho chảy xuống một chút tự nhiên ạ, cho nó xung quanh cái đĩa cho này để nó cũng có màu xanh. Thì mình sẽ cho ra cái bát như này để cho mình ăn bao nhiêu mình sẽ chấm sốt bấy nhiêu ạ. Như vậy là món cá hồi sốt với cả sô-cô-la trắng của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra vào để tìm hiểu kỹ thêm là khi mà thưởng thức cái món ăn này thì nó sẽ có hương vị như thế nào nhé. Như vậy là món cá hồi sốt với cả sô-cô-la trắng thì cũng đã xong rồi ạ. Thật sự nhìn rất là đẹp mắt. Màu sắc của món ăn hài hòa, hương vị mà nó để lại đó là gì hả chị? Ở đây thì nó rất là đặc biệt ở cái bánh khoai tây. Cái bánh khoai tây này thì nó rất là thơm, béo. Nó béo từ cái phô mai, nó béo từ cái thịt ba chỉ hun khói. Và nó thơm từ hành tây mình đã được xào lên rồi. Và khi mình áp chảo rồi thì nó còn có độ giòn của cái bên ngoài mặt bánh. Đặc biệt thứ hai đó là khi mà mình đồ béo ngậy được rồi, ở đây mình có cái măng tây ấy. Ở đây mình chỉ luộc chín thôi, chứ mình không xào cho các món khác thì nó sẽ còn giữ nguyên cái vị ngọt tự nhiên của măng tây, thì nó làm cân bằng lại cái vị trong quá trình mình ăn cá hồi và bánh khoai tây béo. Ở đây thì đặc biệt là nó có cái sốt sô-cô-la trắng. Sốt sô-cô-la trắng này thì nó chỉ có hơi ngọt dịu một tí nhưng vẫn có cái độ ngậy. Mình kết hợp thêm cùng với cả kem tươi. Và đương nhiên rồi, cá hồi thì không thể thiếu vang trắng. Vang trắng thì nó làm dậy thêm mùi thơm của món sốt. Và bên cạnh đấy thì nó có cái độ hơi tê tê cay của cái wasabi và cái màu xanh của wasabi. Đấy là cái vị rất là lạ. Một món ăn mà có thể tổng hòa tất cả từ hương vị này cho đến màu sắc và cả chất dinh dưỡng nữa. Chất bột này, tinh bột và cũng như là chất xơ của các loại rau quả đúng không ạ? Và kèm với cả một ly rượu vang thì có lẽ là món ăn của chúng ta rất là tuyệt vời. Vâng, và một lần nữa thì là cảm ơn chị Viên ngày hôm nay đã mang đến cho khán giả ngon và lành món ăn cá hồi sốt với cả sô-cô-la. Tôi nghĩ rằng đây là một nước sốt khá là thú vị. Nó vừa có vị ngậy ngậy của kem, chất ngọt của sô-cô-la nhưng mà lại có cay cay của wasabi nữa. Đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy, và hy vọng rằng là khán giả ngon và lành có thể thực hiện thành công món ăn này tại nhà nhé, để cùng liên hoan với gia đình cũng như là bạn bè. Một lần nữa thì xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.